Hôm nay thì mình sẽ đến với phân tích một đơn thuốc có loét môn vị, loét hang vị và nhiễm HP, viêm dạ dày trượt, xung huyết mãn tính. Thì bệnh nhân nam 40 tuổi và sử dụng một cái đơn thuốc như thế này. Câu hỏi thứ nhất là cái đơn thuốc này sử dụng quá nhiều thuốc như vậy nó có hợp lý hay không? Câu hỏi thứ hai là sử dụng phác đồ PCA là gồm có clarithromycin phối hợp amoxicillin và esomeprazole có phù hợp hay không? Câu hỏi thứ ba là tại sao clarithromycin phối hợp với amoxicillin lại được sử dụng, trong khi clarithromycin là một chất kiềm khuẩn, trong khi amoxicillin là một chất diệt khuẩn. Câu hỏi thứ tư là có nên thay thế clarithromycin bằng levofloxacin hay không? Thì câu trả lời như sau. Thứ nhất, cái đơn thuốc này vẫn có thể sử dụng được. Tuy nhiên nó có nhiều nhược điểm như sau. Đó là có nhiều thuốc có chồng cơ chế, ví dụ như ở đây đã có aversine citrate rồi, ở đây lại còn sử dụng buscopan nữa. Hai thuốc này đều là thuốc làm giãn cơ, ngăn chặn co thắt, gây ra cơn đau cho bệnh nhân. Vì thế chỉ cần sử dụng một trong hai thuốc là quá đủ rồi, không cần phải sử dụng chồng thêm thuốc chồng thuốc. Hoặc như ở đây đã có simethicone rồi, ở đây lại simethicone nữa. Thứ hai là sucralfate đó, nó sẽ làm giảm hấp thu của nhiều thuốc, không ít thì nhiều. Ví dụ như làm giảm hấp thu nhiều của vitamin B12 này, dùng vẫn được nhưng mà nó sẽ không có tối ưu hóa điều trị. Thứ hai là phác đồ, sử dụng phác đồ PCA là gồm có một PPI kết hợp với amox và kết hợp với clarithromycin, ở đây có phù hợp hay không. Hiện nay là cái tỷ lệ HP kháng với clarithromycin ở thành phố Hồ Chí Minh á lên khoảng 80-90% rồi, và ở miền Bắc cũng lên tới khoảng 40%. Trong khi clarithromycin á phối hợp ở trong phác đồ này á chỉ được sử dụng ở cái vùng dịch tễ có đề kháng với clarithromycin bé hơn 20% thôi. Cho nên hiện nay sử dụng phác đồ PCA là không phù hợp nữa. Ngoài ra một điều nữa là kể cả ở vùng dịch tễ có điều kiện tiên quyết là có HP kháng với clarithromycin bé hơn 50% thì cái tỷ lệ thành công của phác đồ PCA chỉ đạt khoảng 75% đến 85% thôi. Trong khi phác đồ 4 thuốc có bismuth, 4 thuốc nha, có bismuth thì cái tỷ lệ thành công của nó cùng với một cái điều kiện này thì nó sẽ thành công đến 95% rồi. Tối thiểu là 95%. Cho nên cái phác đồ tối ưu mình nên sử dụng vẫn là phác đồ 4 thuốc có bismuth. Thứ ba là clarithromycin phối hợp với amoxicillin được không? Thì thực tế là clarithromycin và amoxicillin vẫn có tác dụng hiệp đồng trên vi khuẩn. Ví dụ như sử dụng trong viêm phổi cộng đồng, nó vẫn có tác dụng hiệp đồng trên phế cầu khuẩn. Còn cái khái niệm mà clarithromycin kiềm khuẩn này nồng độ thấp và diệt khuẩn ở nồng độ cao, nó không còn phù hợp với hiện tại ngày nay nữa, tại vì mix của thuốc đã quá cao rồi. Cho nên hiện nay thì thuốc hầu như chỉ còn tác dụng kiềm khuẩn chứ không còn tác dụng diệt khuẩn ở nồng độ cao nữa. Thứ tư là có nên thay thế clarithromycin bằng levofloxacin hay không? Thì phác đồ này được người ta sử dụng khi mà thất bại với phác đồ PCA. Có nên sử dụng hay không? Thì chúng ta nên đánh giá hai yếu tố, một là lợi ích, hai là nguy cơ. Lợi hại à, chúng ta sử dụng khi mà nó bị kháng thuốc với cái phác đồ đầu tay. Nhưng mà cái hại của nó thì hại khá là nhiều. Chỉ cần sử dụng levofloxacin trong một tuần thôi thì cái tác dụng phụ của nó là đau gân đau cơ á, là xuất hiện khoảng 25% rồi. Cho nên nên hạn chế sử dụng levofloxacin giống như là phác đồ đầu tay, mà nên sử dụng phác đồ 4 thuốc có bismuth như là phác đồ đầu tay.